nhờ anh chị giải thích việc xử lý cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu quỹ MGF đầu tư. Số tiền này sẽ được chuyển thành đơn vị quỹ bổ sung hay lên giá chứng chỉ quỹ đang có, hay sẽ trả tiền mặt về cho nhà đầu tư. Về câu hỏi này, tôi xin phép mời bà Nga trả lời cho nhà đầu tư được rõ ạ. Xin mời bà. Thì đối với cả cổ tức ạ, thì bình thường chúng ta khi mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu đúng không, thì chúng ta cũng thấy là cổ tức thì sẽ được công bố hoặc là chỉ trả bằng tiền hoặc là trả bằng cổ phiếu mà thôi. Tuy nhiên đối với quỹ thì cũng có hơi khác một chút, là khi mà chúng ta đăng ký mua chứng chỉ quỹ ấy, thì chúng ta đã có lựa chọn là chúng ta sẽ lựa chọn là chúng ta muốn nhận cổ tức bằng tiền hay muốn nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Tức là đây là sẽ là lựa chọn của nhà đầu tư. Nếu mà nhà đầu tư nhận bằng tiền thì chúng ta sẽ được nhận bằng tiền, còn nếu chúng ta nhận được muốn nhận bằng chứng chỉ quỹ, tức là chúng ta tái đầu tư lại vào quỹ ấy, thì chúng ta sẽ được dùng cổ tức đó để tái đầu tư vào quỹ. Tuy vậy thì đối với cả chứng chỉ quỹ ấy, thì hầu hết là những cái quỹ mà chúng tôi đã quản lý, thì chúng tôi thực ra tất cả các quỹ chúng tôi đã quản lý từ trước đến nay, thì chúng tôi vẫn quyết định là chưa công bố cổ tức, bởi vì là chúng tôi thấy là rất nhiều nhà đầu tư là đã đăng ký mua lại chứng chỉ quỹ. Và nếu mà nhà đầu tư đăng ký mua lại như vậy mà khi chúng tôi công bố cổ tức thì nhà đầu tư lại mất, khi mà nhà đầu tư bán đi thì vẫn mất cái 5% thuế, thì chúng tôi thấy là nó cũng không có tạo ra một cái giá trị gì cho nhà đầu tư cả. Và những cái chi phí mà liên quan đến trả cổ tức thì nó cũng khá là cao. Vì vậy thì chúng tôi cũng khuyên nhà đầu tư là nếu nhà đầu tư thực sự là cần tiền cho những cái kế hoạch tài chính của mình, thì nhà đầu tư có thể rất là dễ dàng bán chứng chỉ quỹ đi và chỉ phải chịu mức thuế là 0,1% thôi. Riêng đối với cả quỹ tăng trưởng MGF, thì bản thân những cái công ty mà chúng ta đầu tư vào ấy, sẽ là những cái công ty tăng trưởng, và bản thân những công ty đó thì họ cũng sẽ hạn chế trả cổ tức. Và như vậy thì cái phần mà cổ tức mà quỹ nhận được ấy, thì nó cũng sẽ không nhiều. Và cái phần đó là cái phần mà nếu ví dụ chẳng hạn như khi chúng ta trả ra thì chúng ta cũng sẽ bị mức thuế là 5% đúng không? Thì cũng tương đương với cả việc là nếu chúng ta tự đầu tư cổ phiếu thì nó cũng 5%, tức là nó chưa không có thiệt hại gì so với cả chúng ta tự đầu tư cả. Tuy nhiên thì cái phần đấy ấy, thì nó cũng sẽ được kỳ vọng là khá là thấp ở trong quỹ MGF này. Và vì vậy mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng tôi sẽ chưa có kế hoạch công bố cổ tức cho quỹ MGF này trong tương lai gần ạ.